Bữa ăn chuẩn Pháp mẹ đã chuẩn bị như nào? Hãy cùng bé thực hiện bữa ăn kiểu Pháp cho gia đình chỉ bằng máy nướng bánh 2 khay Be C06M1 nha. Máy sở hữu 2 khay nướng bánh, thuận tiện cho mẹ thay đổi. Vào buổi sáng, mẹ có thể chuẩn bị bánh mì sandwich kèm thịt nguội này, trứng, rau củ đầy dinh dưỡng để bé mang đi học, chồng mang đi làm. Tất cả chỉ mất chưa tới 15 phút đâu đó. Đến bữa chiều, mẹ có thể đổi khay làm bánh waffle, cho chút kem tươi và hoa quả là có bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho gia đình rồi. Vậy còn đợi gì nữa mà không dinh ngay máy nướng bánh về các mẹ ơi. Hiện máy đang được giảm chỉ còn 790k, miễn phí ship toàn quốc, bánh 18 tháng, đổi 1 trong vòng 30 ngày đó, nhanh tay đặt hàng nha.